kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tại lễ phát động, lãnh đạo phường Trưng Vương đã ôn lại truyền thống ngành thể thao Việt Nam, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, trên 1.000 vận động viên thuộc các cơ quan đơn vị đoàn thể, 7 khu phố và 3 trường học đã trực tiếp tham gia chạy cổ động với cự ly 1,6 km.